Nó thất bại quá, bây giờ em còn có mấy triệu không có đủ tiền trả nợ cho người ta, rồi bây giờ phải đi làm thêm kiếm tiền trả nợ cho người ta thôi. Mày điên rồi hả Bình? Người này bác... Bây giờ có cái chuyện mày đi mượn tiền người ta nữa. Rồi bây giờ mày giải quyết sao hả? Vô lại. Mày mượn tiền xong bây giờ mày nghỉ học, mày đi làm, mày trả nợ hay sao? Đây nè, trường người ta gửi giấy này về nè, đình chỉ học mày luôn. Trời đất ơi, cái gì mà đình chỉ học rồi? Nhóm với bạn nữa, sắp thi rồi đó. Mày đi học hả? Mày đi đâu? Tao biết hết rồi, đừng có giấu nữa. Đi đâu mới về? Vậy là anh hai biết hết hả? Mày định giấu tới chừng nào hả? Thôi, chị Trúc kể hết cho anh hai nghe thì em giấu anh hai làm gì nữa. Nhưng mà em kể anh hai đừng nói với ba mẹ nha. Tao mà kể lại cho ba mẹ nghe thì tao không có ngồi đây rồi ha. Rồi sao? Thì anh hai nhớ đợt mà em đưa cho ba mẹ 10 triệu cái vụ hùng hạp với lại ba không? Ờ, rồi sao? Tiền đó là tiền đi vay. Em đi mượn người ta 25 triệu. Xong rồi em hùng với ba, em đưa cho ba với mẹ 10 triệu, em còn 15 triệu em làm MV. Mà nó thất bại quá, bây giờ em còn có mấy triệu không có đủ tiền trả nợ cho người ta, rồi bây giờ phải đi làm thêm kiếm tiền trả nợ cho người ta thôi. Mày điên rồi hả Bình? Người này bác... Bây giờ có cái chuyện mày đi mượn tiền người ta nữa. Rồi bây giờ mày giải quyết sao hả? Vô lại. Mày mượn tiền xong bây giờ mày nghỉ học, mày đi làm, mày trả nợ hay sao? Đây nè, trường người ta gửi giấy này về nè, đình chỉ học mày luôn. Em chỉ tính là mượn tiền xong rồi phụ giúp gia đình được, phụ cái phần nào thì em phụ. Rồi em cũng muốn thể hiện bản thân em muốn chứng minh cho ba mẹ thấy là em làm được. Nhưng mà em đâu có ngờ là em thất bại vậy. Mày muốn chứng minh, mày muốn đi làm MV thì mày cũng phải tìm hiểu kỹ con làm MV là làm như thế nào, có ăn hay không. Nhà đã không có tiền mà đòi làm MV ra, bây giờ mày đi mượn nợ. Thì đi làm trả nợ thôi anh hai. Trả nợ là giờ mày nghỉ học, mày đi làm mày trả nợ. Rồi mày trả nợ xong mai mốt mày quay vô mày học lại rồi mày trả nợ môn tiếp hả? Thì thôi chứ sao giờ. Dạ nè. Dạ. Hồi nãy mày nói cái chuyện mà chị Trúc biết hết rồi là chị Trúc biết gì? Chị Trúc không có liên quan gì trong chuyện này hết trơn á. Chẳng qua chỉ lo lắng cho em rồi chị kể cho anh hai nghe vậy thôi. Ý là cái chuyện chị Trúc biết là chị biết cái chuyện gì? Ủa? Nói vậy là chị Trúc không kể gì cho anh nghe hết trơn hả? Kể gì đâu. Trời ơi. Mà nè, bây giờ anh tính về, bắt đầu kể từ ngày mai mày đi học lại đàng hoàng cho tao. Còn nợ làm sao anh hai? Bây giờ mà không trả cho người ta, lại mẹ đẻ ra rải lãi con rồi biết khi nào mới trả cho hết. Biết sợ nữa hả? Nợ ai không sợ. Ủa mày sợ sao mày còn đi mượn nợ? Em muốn làm một cái thứ gì đó là cho em với lại gia đình. Thì em chưa nghĩ ra được mượn ai nữa. Thì mày nói mượn, có người cho mượn thì em mượn người ta thôi. Trời đất ơi, Bình ơi, là Bình cũng là con My nữa. Mày không nhớ cái đợt trước cũng là nó đi mượn nợ xong rồi liên lụy cả gia đình. Rồi bây giờ mày cũng nghe theo lời tư vấn của nó, mày đi mượn nợ tiếp. Anh hai ơi, anh hai, em mượn một lần là em tưởng tới già luôn rồi anh hai. Thôi được rồi, bây giờ tao tính vậy nè. Mày cứ đi học lại đàng hoàng đi. Cái chuyện mà nợ nần á, để tao đi làm tao trả cho. Thôi không được đâu anh hai ơi, anh còn gia đình nữa. Còn chứ loại mày không phải là gia đình tao hả? Anh mày đã học hành không tới nơi tới chốn rồi, bây giờ mày làm cái gì làm mày cũng phải có một cái tấm bằng để lận lưng. Bây giờ mày đi ra mày xin việc mà không có bằng cấp người ta không có nhận mày đâu, giống như tao nè, biết chưa? Còn chị Trúc thì sao? Cái chuyện mà của chị hai mày á thì đều tự tính, tao nói được. Bây giờ tao vô tao giao đồ cho con My.
coi mà tự tính đi. Dạ. Anh hai. Cái gì nữa? I love you. Em cảm ơn anh hai nha. Mày còn nít quá. Không lỗi.